tác phẩm hay đúng hơn là một siêu phẩm nhà em vừa mới hoàn thành xong anh chị nhé. Là một gia đình gà được chế tác trên nền chất liệu gỗ hương ta Gia Lai. Vâng, trước khi vào tác phẩm thì em gái xin giới thiệu qua về cơ sở bên em. Cơ sở bên em nằm ở quốc lộ 38, làng Ngày Mộc, Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương. Với hai số hotline quen thuộc là 0944 812986 và 0822338345. Anh chị ưng tác phẩm nào thì có thể làm liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai số điện thoại này để em gửi hình ảnh như là video kích thước chi tiết cho gia đình mình ạ. Dạ vâng, để anh chị không phải chờ đợi lâu thì em xin thông báo chiều cao, kích thước cũng như là giá cả để anh chị cân đối không gian và tài chính bên mình. Với chiều cao là 1m18, chiều ngang là 1m12 và chiều sâu là 50. Nhà em giao lưu với anh chị là 16.500.000 đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc cho em nhé anh chị. Dạ vâng, em xin mời anh chị đi sâu vào chi tiết tác phẩm để thưởng lãm và về đẹp của tác phẩm ạ. Vâng, chú gà thì là một biểu tượng rất là quen thuộc trong của người dân Việt Nam rồi anh chị ơi. Một gia đình gà thì thường biểu tượng cho một tình yêu đấy, sự một gia đình đầm ấm này, sự tình yêu viên mãn này, sống bên đầu bạc răng năm và cũng gọi là luôn bao bọc che chở cho những đứa con để cho gia đình mình được hạnh phúc này. Vâng, trước mặt anh chị đây, anh chị có thể thấy này, đây là một chú gà này, một chú gà rất là to, là một chú gà trống, là một người trụ cột của gia đình mình, vô cùng vững chãi anh chị ơi. Vâng, luôn sẵn sàng để bao bọc che chở cho những người vợ, người con của mình để gia đình được đầm ấm hạnh phúc nữa anh chị ấy. Anh chị có thể là đi gần vào để ngắm cho em diện mặt của chú gà này. Vâng, từ những cái màu này anh chị ơi, nhà em châm tỉa này rất là tỉ mỉ chi tiết cho em gái này. Anh chị có thể thấy này, kênh bong sạch sẽ này, thần thái thì hút hồn luôn anh chị ơi. Vâng, từ những cái lưỡi màu này anh chị có thể thấy này, làm rất là mềm này, châm bong tỉ mỉ này. Từ đôi mắt này anh chị, đôi mắt rất là dữ tợn luôn, để luôn kiểu là sẵn sàng trong mọi lúc mọi nơi để bảo vệ cho gia đình mình. Vâng, từ những cái bộ lông này anh chị, những cái lông này nhà em làm rất là mượt mà này, kênh bong chạm trổ cho em gái này, chi tiết đến từng sợi lông một, anh chị có thể là ngắm nhìn bộ lông này anh chị ơi, một bộ lông rất là đẹp luôn ạ. Vâng, chạm trổ này rất là kênh bong sạch sẽ tỉ mỉ cho em gái này. Vâng, một bộ lông rất là óng mượt luôn ạ. Vâng, anh chị có thể thấy là xuống dưới bên dưới này, từ những cái gân này nhà em làm vẫy kép cho chú nhá. Vâng, rất là sắc bén này, một cái đôi chân rất là vững chãi, cũng như là một đại diện cho một trụ người trụ cột trong gia đình mình, vô cùng vững chãi để che chở cho người vợ người con của mình. Dạ vâng, bên dưới nhà em còn chế tác thêm một chú gà trống, luôn đứng sau là hậu phương vững chắc cho người chồng của mình, để luôn hy sinh này, tần tảo hy sinh này, chăm sóc cho gia đình, vun vén cho gia đình để gia đình được đầm ấm êm hạnh phúc anh chị nhé. Từ những cái màu này nhà em châm tỉa cũng rất là tỉ mỉ này, sắc nét này cho em gái này. Vâng, kênh bong sạch sẽ luôn anh chị ơi, bộ lông này làm cũng rất là tỉ mỉ chi tiết, châm tỉa từng những cái lông một anh chị ơi. Anh chị có thể là ngắm cho em gái này, một tác phẩm vô cùng đẹp luôn. Ngoài ra nghệ nhân bên em còn chế tác thêm 7 chú gà con anh chị ơi, mỗi chú gà con đều làm được rất là chi tiết tỉ mỉ cho em gái này. Vâng, từ những cái đôi mắt này, những cái diện mặt này anh chị có thể thấy này, đang vui đùa để mang lại tiếng cười này, sự hạnh phúc này, ấm êm con đàn cháu đống cho gia đình mình, đủ lếp đủ tiền anh chị ơi. Đây là một ước muốn vô cùng giản dị, sum vầy nhà gia đình, sum vầy của mỗi gia đình anh chị nhé. Vâng, nhà em còn chế tác thêm những cây trúc này anh chị ơi. Từ những cái lá trúc anh chị có thể làm rất là tỉ mỉ, mềm mại cho em gái này. Vâng, kênh bong sạch sẽ này, những cái đốt này anh chị có thể, đây là một cây trúc rất là già cho em gái anh chị nhá. Vâng, làm kênh bong tỉ mỉ này để đem lại khí phách hiên ngang này của một người anh hùng này, luôn sẵn sàng đứng để vượt qua mọi khó khăn để che chở cho những người thân trong gia đình mình. Ngoài ra bên em còn chế tác thêm những cây nấm linh chi anh chị nhé. Vâng, cây nấm linh chi để đem lại sự trường thọ này. Những cái cây nhà em làm thêm những cái khóm, anh chị có thể đến những cái khóm, những khóm cốc này để đem lại sự trường thọ, sức khỏe về cho đại gia đình mình. Từ những cái lá này anh chị có thể, lá này, những cái nhánh hoa này nhà em làm tỉa tốt, rất là kênh bong tỉ mỉ cho em gái này, chạm trổ rất là rõ nét, sắc nét này. Một tác phẩm vô cùng đẹp luôn anh chị, kênh bong này anh chị có thể ngắm cho em này. Vâng, kênh bong rất là rõ ràng này. Vâng, những cái từ những cái phiến đá này anh chị có thể thấy phiến đá làm châm tỉa rất là tỉ mỉ chi tiết này anh chị ơi. Vâng, em xin mời anh chị đi ra xa để thưởng lãm tổng quan lại tác phẩm. Vâng, em sẽ thông báo lại kích thước cũng như là chiều cao, giá cả để anh chị cân đối không gian
bên mình với chiều cao là 1m18, chiều ngang là 1m12 và chiều sâu là 50. Em giao lưu với chị là 16.500.000 đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc cho em gái ạ. Vâng, nếu mà anh chị nào ưng tác phẩm này thì có thể là liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại là 0941 812 986 và 0822 338 345. Ưng tác phẩm vô cùng đáng giá, vô cùng xứng đáng với đồng tiền đắt đỏ của nhà mình bỏ ra luôn anh chị ơi. Vâng, nếu anh chị thấy tác phẩm đẹp, video hay thì cũng cho em xin một like, một chia sẻ, cũng như là đừng quên ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất bên em. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại trong